Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho quốc hủy. Một con sâu Patricio. Ok, let's go. Một cuộc chiến vô cực nhỉ. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi tiêu diệt 15 con sâu. Con sâu đầu tiên đã bị tiêu diệt. What the hell man, một con sâu rất to thôi các bạn. Bất ngờ xuất hiện một con sâu siêu to khổng lồ. Ok man. Vâng, em ấy có một pha quay xe rất nhanh. Bây giờ là một pha lụm cháo. Mày hả bưởi, chạy đi đâu cho khỏi nắng. Wow, lại một con sâu rất to nữa các bạn ạ. Very perfect. Ok men, cái đầu của nó đây rồi. Lụm chào mày hà bưởi. Quá gắt thật các bạn. Một pha quay xe đẳng cấp. Vâng, 4 con sâu đã bị tiêu diệt. Chúng ta chỉ còn lại 11 con sâu nữa thôi. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành. What the hell man? Một pha ôm cua quá bất ngờ thưa các bạn. Vâng, 6 con sâu rồi. Lại là một con sâu siêu to khổng lồ. Wow, đó là một pha đấu đầu 50-50. Phần may mắn đã nghiêng về con sâu của mình. Vâng, chúng ta đã đánh bại 9 con sâu trên 70 con sâu thưa các bạn. Chỉ còn lại 6 con sâu nữa thôi. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ kết thúc. Những chú sâu màu trắng đang tập trung ở đây rất đông. Tiếp tục là một con sâu đã bị đánh bại.
pha lại thì cứ gọi là hết say ông 37. Lụm cháo. Mười ba trên 15 con sâu đã bị tiêu diệt. Vâng, 14 con sâu rồi. Các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và con sâu cuối cùng của chúng ta là một con sâu lữ hoàng băng giá. Nó đã bị bao vây. Một pha xoắn ốc cực mạnh thưa các bạn. What the hell man. Quá to thưa các bạn. Nó là một con sâu dây điện. Lụm cháo. Vâng, tiếp tục là một con sâu màu trắng nữa. Rất nhiều những siêu cao thủ đang tập trung ở đây. Bây giờ là một pha quay xe. Một pha quay xe quá ổn áp. What the hell man. Vô tình lụm được bí kíp. Tiếp tục là một pha ôm cua chuẩn. Và một pha bùa vây khét lẹt thưa các bạn. Kết quả là một em sâu mới đã bị bao vây. Mày hả bưởi. Chạy đi đâu cho khỏi nắng bây giờ. Đó là một pha bứt tốc quá nhanh. Ừ.
Lữ Hoàng Băng Giá với chúng tôi. Và một cái cây di động thôi các bạn. Các bạn đang xem video thì nhớ cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào yêu thích về game con sâu thì cứ để lại comment cho mình. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Bạn nào lỡ đăng ký rồi thì nhấn chuông thông báo để được xem những video mới nhất mỗi ngày. Lại là một pha bò cua cực sát từ các bạn. Lụm chảo, vâng, đó là một pha lụm chảo đi vào lòng đất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.